Xin chào các bạn. Hôm nay thứ sáu ngày 14 tháng 8, hôm nay cuối tuần, nhân cái dịp mà tình hình dịch bệnh mùa bệnh cũng đang diễn ra, và cá nhân mình thì cũng cũng đang bị bệnh nhá. Nên mình chia sẻ một cái chủ đề là bắt bệnh nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Thật ra đây là một cái thuật ngữ vui thôi, tôi gọi vui vậy thôi, để cho chia sẻ với nhau cuối tuần để xem là chúng ta đang đang ở đâu trong các cái giai đoạn của bệnh, đúng không ạ? Đó, thì ý là mình chia sẻ một góc độ là gì, góc độ nhìn nhận là chúng ta đang là nhà đầu tư đang ở trong những cái giai đoạn như thế nào, để mà chúng ta có thể định vị, chúng ta biết mình đang ở trong tình trạng như thế nào, thì ai đang ở trong cái gọi là cái trạng thái như thế nào, thì chúng ta comment ở phía dưới để xem là chúng ta cùng nhau chia sẻ. Nói chung cái này vui thôi nha, mình cũng lượm lặt các cái thông tin ở trên 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 các cái diễn đàn, các cái mạng là mình chia sẻ lại để cho chúng ta cùng nhau chia sẻ cuối tuần cho nó vui vẻ, chứ cũng không có quá áp lực trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư, cũng như là quá trình mà cuối tuần chúng ta cũng không biết làm gì. Thị trường hiện nay nó cũng diễn biến cũng không có tích cực cho lắm, rồi các anh em chúng ta cũng nhắn nhít y xèo hết không biết như thế nào đó, thì mình chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận chia sẻ nó là quan điểm cá nhân thôi, để mọi người tham khảo, nó không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư. Thật ra thì hôm nay đây trong cái nhóm chứng khoán mình mới lập cái nhóm này để hỗ trợ cho mấy bạn đầu tư chung nhóm ở bên VPS đó, mà cuối cùng là nhóm chúng ta thì cũng tùy ngày thôi. Nhiều lúc thì mình cũng cứ nhắn là mọi người đừng có vào để mà chat chít nhiều ở trong này. Trước khi mình cho mọi người vào nhóm mình đều nhắn hết rồi, mình ghim trên nhóm luôn, nhưng mà trong phiên thì cũng cứ nhắn chat chít thì đùng. Đôi khi là thực tế là các cái diễn đàn như thế này là nơi, đôi khi là nơi để cho chúng ta xả chết, đúng không? Như chúng ta vô chúng ta để giải bày cái tâm trạng của mình, chúng ta cần như vậy, chúng ta cần những cái hội nhóm như vậy để chúng ta giải bày. Thật ra đó là một căn bệnh của thị trường, đúng không ạ? Đó. Ra còn hôm trước thì mình lập cái kênh Telegram này, mình chia sẻ cái này, ai muốn vào thì các bạn, mình link mình cũng có thể là để dưới, mình public cái này thôi, thông tin thì mình public thôi, không có vấn đề gì cả. Tức là mình chia sẻ ra đây thì đôi lúc đó là nhiều người, nhiều bạn cũng không thích vào những cái chỗ như thế này, bởi vì sao? Ở đây chỉ có một chiều thôi, tức là đây là những cái thông tin từ cá nhân mình, từ nhận định của mình đưa ra hàng ngày để cho mọi người tham khảo thêm thôi, chứ nó cũng không có cái gì, tức là mọi người không tương tác lại được, cho nên đôi khi người ta không thích vào, thậm chí là chỉ có những tin đưa lên cũng chẳng thích đọc nữa, đúng không ạ? Đó thì cái đấy là một cái hạn chế. Rồi gì nữa, đến cái lúc mà đưa vào nhóm Zalo thì chúng ta thấy cơ hội là chúng ta nhắn y đùng hết, chúng ta chat chít lung tung, trong giờ cũng không tập trung cho chuyên môn, không tập trung cho giao dịch, cứ lên rồi nhắn hỏi rồi nhắn này nhắn kia quá trời, nó cũng ảnh hưởng người này ảnh hưởng người khác đấy, thì đó là một cái căn bệnh. Thì chúng ta chia sẻ thêm ở cái góc độ như vậy thôi. Thực ra thì mình cá nhân mình trước giờ biết là cả cả chục năm nay mình cũng không không có hỗ trợ, không có lập nhóm Zalo là lý do như vậy, nó cũng rất là phiền, thật sự là rất là phiền đó. Nhưng mà rồi nói chính là đôi lúc mà cứ trả lời từng tin một thì cũng rất là đuối. Thì thôi các bạn cũng hết sức thông cảm, mỗi người chịu khó vì nhau một xíu, vì tập thể một chút xíu, nó sẽ ổn hơn. Đó, còn ngoài giờ giao dịch thì muốn giải bày muốn nói gì thì nói, còn trong giờ thì có thể nhắn riêng qua cho mình, đôi khi là nó tránh FOMO, tránh vấn đề này vấn đề kia. Đó thì mình lướt sơ qua một số ý như vậy ha. Rồi chúng ta sẽ cùng đi vào cái chủ đề gọi là bắt bệnh nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cái này gọi là mình chia sẻ nó mang tính là vui vui thôi nha, cũng nhân mùa dịch bệnh thì chúng ta nói với nhau một chút xíu để xem là cũng có thể là chúng ta cũng có thể soi mình trong đó ha, rồi biết đâu sau này chính mình cũng như vậy thì sao, đúng không ạ? Nói chung là thị trường mà lúc nào nó cũng có người thế này, cũng có người thế kia, cũng có người thua, cũng có người thắng, có người vào, có người ra, đâu nó cũng vậy đó. Và chính như chúng ta cũng vậy, chúng ta như ở một bệnh viện thôi, đúng không? Cứ bệnh viện thì nó luôn luôn tồn tại đó, có người hết người này khỏi vào thì người khác lại ra. À, cứ giường này trống là lại có bệnh nhân khác vào đấy, cứ đấy là một cái quy trình, một cái chu trình trên thị trường nó y như vậy thôi. Thị trường chứng khoán cũng vậy, bất kể một cái thị trường, bất kể một cái kênh đầu tư nào nó cũng như thế, người vào người ra, và chính chúng ta cũng vậy, có thể chúng ta cũng là những con bệnh, thì chúng ta cũng có thể vào viện rồi chúng ta lại ra, đấy là bình thường, nay bệnh mai hết bệnh đấy. Thì chúng ta chia sẻ ha. Rồi đầu tiên là cái giai đoạn đầu tiên thì chúng ta cũng biết là cái giai đoạn gọi là nguy cơ lây nhiễm cao. Đấy là gọi là giai đoạn về bệnh nha. Còn nếu mà nói về thực tế thì chúng ta bắt đầu nghe nói, bắt đầu biết đến chứng khoán, nghe cái thằng bên cạnh đầu tư chứng khoán giàu lắm, rồi nghe đó ai đó mùa dịch này không biết làm gì, tiền không biết để đâu mang đi đầu tư chứng khoán, rồi nghe nói ví dụ này thế kia. Chúng ta cũng nhắc nhắc đến nghe nói chữ chứng khoán, nghe nói đến cổ phiếu ở đâu đó, đúng không ạ? Đó thì cái giai đoạn này là gì, giai đoạn này là gì, cái mức độ đây mình nói vui thôi ha. Mức độ đó là khi nhà đầu tư bắt đầu chú ý tới bộ môn chứng khoán và bắt đầu muốn trải nghiệm bộ môn này. Tức là gì, ở đây là câu chuyện là chúng ta nghe người ta đầu tư nói đầu tư con này lãi lắm, mã này lời lắm, rồi thằng này giàu lên từ chứng khoán, hoặc thằng này bán nhà vì chứng khoán, thằng này thậm chí gì vào nhảy cầu vì chứng khoán cũng có nữa.
đấy là bình thường đúng không ạ? Đấy, mà chúng ta bắt đầu thấy hay hoặc là thấy thằng nào bỏ môn này lãi lắm, tao đầu tư con tuần trước mới mua thôi mà tuần này lãi mấy chục phần trăm, nghe vậy mê quá bắt đầu chúng ta muốn ha, rồi chúng ta có tiền nữa muốn nhảy vô tham chiến bộ môn này. Đấy, cái triệu chứng là gì? Nó bắt đầu là gọi là móc hầu bao từ quỹ đen của riêng mình nha, một số tiền nhất định để đưa vào thị trường chứng khoán, cái này là rõ rồi. Có nhiều bạn thì cũng bảo là em có ít tiền để dành cưới vợ này giấu đi chơi luôn, đầu tư luôn. Có nhiều bạn thì bảo lương tháng này còn dư được ít, chẳng biết làm gì, gửi tiết kiệm thì lãi thấp quá. Đấy, thì em tham gia vào thị trường cho biết. Đấy. Thì cái này là cái triệu chứng gọi là đầu tiên của chúng ta. Cái tình trạng của chúng ta là gì? À, lúc này tham gia vô hên xui đúng không? Có thể thắng có thể thua, coi như là thử nghiệm, coi như trải nghiệm đi. Và gì? Nó có thua có mất thì nó chẳng ảnh hưởng gì đến bố con nào, chẳng ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình đúng không? Bởi vì đây thứ nhất là đây quỹ đen đấy. Đây thì cứ gọi là khoản tiền dư dư ra chẳng biết làm gì trong giai đoạn khó khăn như thế này, có một ít thì mua 5-3 triệu vô mua đại cho biết cho quen xem chứng khoán là gì, vì chúng nó nói ghê lắm, nhìn ấy xanh xanh đỏ đỏ nhảy suốt ngày ấy, không hiểu chuyện gì đấy. Về cái biểu hiện bệnh thì chúng ta gọi là có thể là gọi là chưa phát hiện bệnh, cái giai đoạn này là giai đoạn sơ khai và giai đoạn gọi là F0, nó bắt đầu tham chiến tham gia vào thị trường hoặc là bắt đầu ngồi ngoài nghe đồn, nghe người này đồn người kia đồn là bắt đầu là chúng ta tham gia truyền thông mạng báo chí rồi bạn bè anh em gì khắp nơi đều nói về cái vấn đề này. Đó là giai đoạn này là giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn tiếp theo là nếu mà về quá trình bệnh thì chúng ta gọi là phơi nhiễm và bắt đầu ủ bệnh trong người. Giai đoạn này thì có thể là chúng ta vẫn còn kiểm soát được đúng không ạ? Đó là bắt đầu bước hai rồi đấy. Mức độ là cái gì? Mỗi ngày quan sát bảng điện càng nhiều hơn. À, tìm hiểu bắt đầu về tất cả các thứ, phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, báo cáo tài chính vân vân, rồi đi nghiên cứu người này người kia, gặp người có kinh nghiệm hơn, đọc sách này đọc sách nọ, chọn thầy này thầy kia, học khắp nơi. Đó, thậm chí là gì, có một cuốn sổ riêng để ghi chép tất cả mọi cái động thái liên quan đến thị trường chứng khoán, ở đây con nào tăng giá mà mua vào giá này, hay là ông nào ông phím cho cổ phiếu nào đẹp ghi chép lại về để đó, hoặc là hỏi thầy này hỏi thầy kia vùng giá nào mua đẹp, con nào tốt, con nào nắm dài hạn, con nào nắm ngắn hạn, mã nào cổ tức tốt vân vân, là cái giai đoạn này đúng không ạ? Đó là cứ đi hỏi hỏi tất cả mọi thứ, rồi bắt đầu cũng tập tành về phân tích kỹ thuật rồi cũng Ichimoku rồi cũng Bollinger Band Excel bắt đầu rồi đó, đọc báo cáo tài chính cũng khí thế luôn, là bắt đầu không này. Đấy, cái triệu chứng biểu hiện là gì? Nó cũng là cũng chưa chưa có vấn đề gì đúng không ạ? Cũng chưa cay cú hơn thua gì hết, vẫn là thấy thầy nào nói cũng đúng hết, thấy chuyên gia nào nói cũng đúng hết đó, và nói chung là lúc này cũng không ảnh hưởng gì đến kinh tế gia đình. À, chẳng có gì lo lắng cả, đang nghiên cứu mà tham gia nhẹ nhàng, vừa tham gia vừa tìm hiểu vừa đầu tư chưa vấn đề gì cả đấy. Tất nhiên là vẫn trong quá trình đấy thì chúng ta thấy là gì? Có một chút thắng một chút thua, có ngày thắng ngày thua. À, nói chung là vẫn lạc quan yêu đời và vẫn gọi là tràn trề niềm hy vọng, tràn trề niềm tin. À, mà có thể là tìm ra con đường chân lý rồi, à, là không này đó, mà cái giai đoạn bệnh lúc này là gần như là miễn dịch rồi, không có gì đấy. Không ai can được khúc này rồi đúng không ạ? Cái câu chuyện lúc này là không ai can được chúng ta rồi, thấy là ồ, phân tích kỹ thuật thấy hay quá, thấy cái chỉ báo này đúng như pháp sư luôn, đấy là bắt đầu mình vô được rồi. À, với chỉ báo của mình là đúng 100%, mình là thần thánh trong cái bộ môn này rồi đó, và thấy ông này nói hay quá, ông này giỏi quá đấy, chỉ cho mình là thấy đúng y như sách luôn đấy, là bắt đầu là nhất là khúc này là giai đoạn 2 đúng không? Chuyển sang cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn nhiễm bệnh, thì cái giai đoạn này bắt đầu là thấy thấm, thấy tác hại rồi. Thì cái mức độ là gì? Mức độ bắt đầu là chúng ta nghiên cứu tìm hiểu về chứng khoán mỗi ngày, gần như là ngày nào mà không nhìn vào bảng điện, không nhìn vào chứng khoán là không chịu nổi, không sống nổi, à, còn nghiện như con nghiện vậy đó. Rồi gì, biết tự phân tích rồi, biết lập luận về thị trường luôn rồi, có chính kiến riêng luôn rồi, bảo con này phải hơn con của ông thầy này nói con này không ngon đâu, con này của tôi nhận định mới ngon này đấy. Rồi gì nữa, bắt đầu lân lê tham gia vào tất cả các cái hội nhóm trên thị trường. À, tất cả các hội nhóm tôi nói trên 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 Facebook, trên các diễn đàn, về hàng tỷ tỷ các nhóm, nhóm nào cũng vào. Có những bạn nhìn vào cái Facebook phát là tham gia cả mấy trăm cái nhóm khác nhau, cả trăm cả ngàn cái nhóm khác nhau, vô bắt đầu nghe ngóng, rồi bắt đầu thi thị trường diễn biến nó ra cũng chẳng quan tâm đến thị trường đâu, cứ đi vào các nhóm xem nó hóng, xem này nó đăng cái gì, nó phím cái gì, nó FOMO cái gì, nó nói về vấn đề gì, tình hình Cuba như thế nào, tình hình Mỹ sao, Trung Quốc sao đó, rồi con nào chia cổ tức, con nào này kia, bắt đầu đi hóng khắp nơi luôn đó, bắt đầu lập luận, bắt đầu phân tích. Con này tình hình giá thịt heo lên, cổ phiếu DBC chắc chắn sẽ tăng, ví dụ vậy đó. Bắt đầu đi, bắt đầu phân tích Excel luôn, lập luận khí thế luôn. Đấy, con này chưa cổ tức cao, khả năng là sắp tăng rồi đấy, ví dụ vậy đúng không? Cái triệu chứng của chúng ta là gì? Bắt đầu cay cú rồi, khúc này là bắt đầu cay cú rồi đó, thậm chí là bắt đầu là nói vợ đưa tiền cho đi đầu tư rồi, quả này ngon rồi, kêu vợ rút tiết kiệm đi, tiết kiệm lãi suất thấp tẹt, mang đây tôi đi đầu tư cho
quả này là ngon đó. Đầu tư vào chứng khoán mới giàu thôi, không có cách nào giàu ngoài chứng khoán cả. Tất cả các tỷ phú trên thế giới đều xuất thân từ chứng khoán đấy, một câu kinh điển để thuyết phục vợ đưa tiền, đúng không ạ? Đúng không? Cái câu này chắc chắn luôn, tôi nói rồi. Đây đây đang nói mấy bạn nam vui thôi nha. Chứ mấy bạn nữ thì sao? Mấy bạn nữ thì từ các bà tự động mà ra ngân hàng rút tiền về đập vào. Đấy, cái này là ngon rồi, bắt đầu là chân lý của chúng ta ở đây, con đường làm giàu của chúng ta ở đây. Đấy, bắt đầu là lúc này là nhiễm bệnh nặng rồi đấy. Tình trạng là gì? Bắt đầu mạnh tay hơn. À, huy động anh em bạn bè, nói chung là cũng vẫn vẫn ổn, nói chung là vẫn trong tầm kiểm soát được, đúng không ạ? Thì cái lúc này tình trạng là gọi là vẫn còn có thể là kiểm soát được, vẫn còn thể gọi là nếu mà gọi là bệnh thì chúng ta vẫn còn có thể chữa khỏi được trong cái giai đoạn này, đúng không ạ? Đó. Cái giai đoạn tiếp theo, tức là tôi chia sẻ khoảng 7 cái giai đoạn để cho chúng ta vui vẻ cuối tuần thôi nha mọi người. Giai đoạn phát bệnh thì là chúng ta cảm thấy choáng váng và ngỡ ngàng về cái thị trường. Những cái mức độ biểu hiện là gì? Lúc này chúng ta không nhìn cái bảng điện một ngày ấy là chúng ta không thể chịu được. Nhiều lúc tôi vẫn nói mọi người là thế mua cổ phiếu cho 2 3 năm thì cứ tắt bảng điện đi chứ nhìn vào làm gì. Nhưng mà lúc này là nhiều người là đúng là không nhìn bảng là không chịu được, khó chịu đúng không ạ? Lúc này là biết nhận định thị trường luôn rồi. Rồi ông tính nhận định kệ ông ấy, tao tự nhận định của tao, thu hướng của tao như thế này. Đó, rồi cổ phiếu này nóng này, cổ phiếu này tăng nóng quá anh ơi, tăng trần 8 phiên liên tiếp rồi. Đấy, và còn con này sao mãi không thấy lên, em thấy nó tích lũy lâu lắm rồi. Đấy, hàng nóng, hàng nguội gì phân tích Excel hết. Rồi gì nữa? Suốt ngày là theo dõi tin tức, nửa đêm bật dậy đi tiểu xem Dow Jones xanh hay đỏ, đúng không? Đó, rồi chứng khoán châu Á hôm nay Nhật Bản xanh hay tím, đó. Rồi chứng khoán châu Âu thì sao? 2 giờ rưỡi rồi mở cửa tình hình như thế nào? Đó, anh Brexit thành công hay không, vân vân. Ôi, tất tần tật mọi thứ là chúng ta theo dõi hết. Từ Á sang Âu, từ Âu sang Á. Tôi nói thật chính tôi cũng như vậy ấy. Cái này có khi là, chắc là tôi cũng nằm trong cái chùm này này. Chứ không phải không đâu, nói đúng là mình theo dõi là cái đấy là cái đúng thôi, là cái tất nhiên thôi. À, nhưng mà mình chia sẻ thêm vậy. Rồi gì nữa? Lúc này là cái mức mức độ chém gió là cũng có rồi. Đúng không ạ? Lên các cái diễn đàn, các cái hội nhóm là thường xuyên FOMO, thường xuyên nhắn hỏi hỏi rồi thăm dò này nọ. Cổ phiếu này cổ phiếu kia, thậm chí là lên đấy phím phím hàng luôn được rồi trên các nhóm rồi, nó cũng bắt đầu FOMO rồi. Thậm chí là đôi khi là mua con nào đấy mà cầm cả 2 3 tháng này không thấy nó nhúc nhích gì, lên FOMO nói con này ngon lắm em mới mua vào, mọi người các bác thấy thế nào này kia, bắt đầu thăm dò đúng không ạ? Thì cái triệu chứng của cái bệnh lúc này là cay cú, quyết ăn thua đủ với thị trường luôn, đúng không ạ? Một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực luôn, và gì huy động tổng lực tài chính được ăn cả ngã về không, tất tay luôn, thậm chí cắm sổ luôn, là ván này chơi đấy đúng không ạ? Vợ cản cũng không nổi nữa rồi, không ai cản được hết, sổ anh cắm rồi, ván này là tất tay một ăn cả ngã về không chơi rồi đó. Thì cái tình trạng lúc này là gì, coi như là kiệt quệ rồi, gia đình là không còn cái gì mà có thể là huy động được nữa rồi, sổ còn cắm nữa mà còn gì nữa đâu, nó có xe cắm luôn, điện thoại cắm luôn, chơi luôn. Đấy, thậm chí miếng cơm manh áo của gia đình, tiền sữa của con cũng phải chờ thị trường xanh xanh cái chốt lãi kiếm tí, gọi là kiếm tiền trà đá ra đi mua sữa cho con, chơi vậy mới máu. Đó, thì cách cứu chữa là gì? Cái giai đoạn lúc này là bệnh phát tác rồi, chữa trị gấp, nếu không là toang đúng không? Chắc chắn là khúc này toang, mà thực tế về lý thuyết là cũng sắp toang rồi. Đó, thì đây là giai đoạn thứ tư. Này, các bạn cứ theo dõi xem là mình đang ở trong giai đoạn nào trên thị trường rồi nhá. Vui vẻ, không sao hết. Rồi giai đoạn thứ năm là bệnh nặng nhưng mà vẫn quyết sống mãi với thị trường. Cái khúc này là gì? Mức độ là theo dõi thị trường hàng ngày hàng giờ luôn. À, không xem được trên máy tính là xem bảng điện, đi tiểu cũng tranh thủ lấy ra xem, đi vệ sinh cũng tranh thủ lấy ra xem, họp hành gì cũng lấy ra xem hết. Rồi tin nóng, tin nguội gì, mọi trang web, mọi diễn đàn, thậm chí chột giật, thậm chí là giống như là đúng như con buôn luôn, đúng chất con buôn luôn. À, chỗ nào cũng chỉa vô, chỗ nào cũng nói, chỗ nào cũng nhắn, và gì thậm chí là đi gặp ai đó là cũng chửi tục chửi thề rồi. Đó, con này thế này, con này thế kia, cổ phiếu thế này cái kia, ông chủ tịch này chủ tịch kia, thế này thế nọ, chửi rồi, nói Excel hết rồi. Đó, phân tích như thánh luôn rồi. Đó, nhận biết mọi doanh nghiệp rồi, chửi ông này chửi ông kia, ông này lươn, ông này lẹo, ông này lái, đội nhóm này lái, nhóm kia lái, biết hết rồi, lên các diễn đàn rồi chia sẻ Excel hết. Thì triệu chứng là gì? Lúc này bắt đầu là đi vay mượn rồi, quả này là toang rồi, mà đi vay mượn bạn bè người thân, và để có một cái tình trạng là luôn luôn full margin nếu có thể, bởi vì để hy vọng gỡ lại những gì đã mất. Cái này là một cái gọi là cái giai đoạn này là giai đoạn khá là căng thẳng. À, tôi nói rồi, thậm chí là có nhiều người là
luôn luôn là muốn vay margin. Cái này các bạn phải hết hết sức cẩn trọng. Cái này nó vừa nói vui nhưng mà vừa một cái thực tế trên thị trường là gì? Vay margin, bản thân cái margin nó là con dao hai lưỡi ha. Margin nó là con dao hai lưỡi. Còn nếu các bạn cứ đầu tư bằng tiền của mình thì tôi nghĩ là cũng không không giống như cái tình trạng mà những tình trạng mà tôi đang nói ở đây đâu. Thực tế nó là như vậy, không có gì phải lo lắng, không có gì phải sợ cả, chứ không phải là những gì tôi chia sẻ ở đây mọi người cảm thấy nó tiêu cực. Nhưng mà tôi nói rõ ràng, nếu là margin nó là con dao hai lưỡi, nếu mà chúng ta không biết sử dụng thì nó sẽ đẩy cái thua lỗ của chúng ta rất là nhanh. Đấy. Còn nếu chúng ta cứ đầu tư bằng tiền của mình thì không sao cả, chẳng vấn đề gì cả, đúng không? Đấy. Thì đấy, còn cái tình trạng của chúng ta trong cái giai đoạn thứ năm này là gì? Thua nhiều rồi, âm nặng vốn rồi, nhưng mà vẫn hy vọng chứng khoán sẽ trả lại cho gì mình những gì mình đã mất, và thậm chí là gì, tất tay luôn, full ngoài gì luôn, bảo một ăn cả ngã về không, được quả này là nhân hai nhân ba luôn, gỡ lại tất cả những gì đã mất. Đó, gọi là nuôi quân 3 năm mà dùng có 1 giờ đấy, chơi tất tay luôn, được một phát là gỡ lại 3 năm thua, chơi kiểu này đó. Thì tình trạng lúc này của chúng ta là hết thuốc rồi, thực sự là như vậy. Nếu lúc này là chúng ta hết thuốc chữa rồi, hết thuốc cứu rồi, không còn cách gì nữa rồi. Đấy, bắt đầu chuyển sang giai đoạn thứ sáu. Giai đoạn thứ sáu là giai đoạn bệnh, nó vào thời kỳ cuối. Thời kỳ cuối nhà đầu tư, gọi là nếu tình trạng của nhà đầu tư lúc này này ngáo ngơ rồi, hoài niệm về quá khứ, tiếc ha, giá mà đừng có vào con đó, giá mà mua con khác không phải mua con này, giá mà tao đừng bán mã này để tao nằm im thì giờ ngon rồi, vừa bán xong cái nó tăng ầm ầm, giá mà đừng có vào mã này vội, chờ thêm nửa tiếng nữa, chờ thêm 2 3 ngày nữa để vào đó. Lúc đấy là chúng ta có một cái tâm tâm lý này, giá mà hoài niệm về quá khứ, tiếc, đúng không ạ? Đấy, và đôi khi thấy nhanh quá thì cái mức độ biểu hiện vui là gì, đi đâu làm gì cũng lôi chứng khoán ra làm câu chuyện để kể nè, bắt đầu xuất hiện sự chán nản rồi, nhưng mà bắt đầu kể ngày xưa tao đầu tư thế này, rồi ngày xưa anh từng giám đốc này giám đốc nọ, anh từng bơm biết bao nhiêu tiền, anh từng nắm mã này, thời của anh là nó mấy trăm ngàn một cổ, bây giờ nó chỉ còn bằng này. Đấy, bắt đầu câu chuyện nó đâu kể, đi đâu cũng kể. À, luôn luôn nói chuyện quá khứ mình đã có những gì, nhưng mà thường không nói tới tương lai mình sẽ ra sao, bởi vì sắp tạch rồi, đúng không ạ? Và lúc này gọi là ngáo, là ngáo chứng rồi, tức là nó nhiễm vào trong máu luôn rồi, nói thẳng là gì, cái gì cũng nói về chứng khoán được, nhắc đến cái gì là cũng kể ra chứng khoán được. Mẹ đi uống bia cũng bảo đấy, chú mua, chú uống ly bia này, chú uống hết chai bia này là chú ủng hộ cho Sapeco rồi, ngày xưa anh nắm cổ phiếu Sapeco, ví dụ vậy. À, chúng ta thứ gì chúng ta lúc này là câu chuyện mơ mồm, câu cửa mồm của chúng ta là nói về chứng. À, cái triệu chứng là gì, lúc này biết là không thể gỡ được nữa rồi, nhưng mà quyết tâm lấy lại những gì ở chứng khoán, tức là trong lòng thì luôn tâm niệm, à, bản thân tự tự nhủ với lòng là gì, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, đúng không ạ? Đấy, cái câu này cũng cũng chúng ta hay gặp lắm. Hôm nọ mình cũng gặp ông anh của mình cũng đánh thua banh ta lông hết, nhớ hỏi tình hình đầu tư thế nào, bảo thì không sao hết, anh thua con này nhưng mà anh ngã đầu anh đứng lên nó, anh lại vào nó nữa. Đấy, cũng là một câu cửa miệng, nhưng mà nó thực tế đấy, vẫn có những người chúng ta gặp chúng ta nói câu chuyện đó. Thì lúc này là gì, kinh tế gia đình là coi như kiệt quệ đấy, lúc nào cũng buồn, không khí gia đình gọi là căng thẳng vô cùng luôn, đi đâu về không dám nhìn mặt vợ luôn, thậm chí là đi làm về trốn đi nhậu không dám nhìn vợ, trừ khi nào vợ ngủ rồi bắt đầu tối mới đầu mới dám về, không dám nói cho con cháu luôn, thậm chí giấu cả vợ việc mình chơi chứng khoán bị lỗ luôn. Vợ hỏi tình trạng sao rồi, vẫn lãi, anh vẫn đang gồng, tài khoản của anh vẫn ok đấy, nhưng mà thực chất là âm hơi nhiều rồi, đúng không ạ? Không dám khai, không dám cho vợ nhìn tài khoản, không cho vợ biết mật khẩu đấy. Thì cái tình trạng lúc này là gì, còn lại một phần vốn nhỏ thôi, mà luôn luôn full margin trong mọi tình huống, bất chấp là đào chèn hay úp chèn, cỡ nào anh cũng full margin hết đấy, không cần biết là nó đang là uptrend hay là downtrend, cứ vô được là vô full tài khoản luôn, sức mua tới đâu là mua hết sức mua luôn. Đấy, câu chuyện này là có nha, trên thị trường rất nhiều luôn, có nhiều bạn là chúng ta thấy là nhiều lúc mình bảo là không không nên sử dụng margin trong những giai đoạn như thế này, những giai đoạn mà rủi ro, những giai đoạn trên nó đang nằm trong trend giảm mà vẫn cứ dùng đòn bẩy múc múc full luôn, xong bảo ủa em không biết nãy giờ em cứ thấy sức mua còn em cứ phải mua, tại vì mua đã quá mà, thấy mua được nhiều là mê rồi. Đó, thường là như vậy. Rồi, cách này là gì, hết thuốc rồi, mọi người gọi là tự sinh tự diệt nữa rồi. Đó, nhưng mà đi ở đâu đứng lên ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, thì đúng là tự sinh tự diệt rồi, nhìn nè, xuất phát từ đâu thì trở về từ chỗ đó, đúng không ạ? Lúc đầu giấu vợ đầu tư, bây giờ là giấu vợ lỗ luôn rồi, là giấu hết, giờ là giấu giấu toang hết, không còn một cái gì nữa,
đúng không? Cái là nãy các bạn quay lại cái thời kỳ đầu đúng không, là giấu tiền, dùng tiền quỹ đen, giấu vợ giấu gia đình để đầu tư đấy. Đến khúc này cũng vậy, nếu không phải thua quá là cũng vẫn giấu đúng không, không dám khai ra nữa. Rồi đến giai đoạn thứ bảy, thứ bảy là coi như là hết buông xuôi này. Đấy, gọi là còn còn nước còn tát tí thôi, nhưng mà khúc này là quay ra chửi, gặp ai cũng chửi, chửi tất, chửi từ trên xuống dưới đúng không ạ. Tất nhiên là vẫn theo sát thị trường chứng khoán đúng không ạ, không thể không nhìn bảng vì nó nhiễm vào trong người rồi, máu rồi, nhưng mà chán nản rồi, hết sức chiến đấu rồi, chửi tục, chửi thề, chửi cổ phiếu, chửi các công ty, và mẹ công ty anh thấy doanh số rồi doanh thu lãi như thế mà sao cổ phiếu vẫn cứ giảm, chửi ban chứng khoán luôn, chửi tất cả, chửi hết, thứ gì cũng chửi, chửi cả đồng bọn, chửi cả thầy luôn, chửi cả những người mà đã từng gọi là đồng môn đồng đạo với mình, từng lăn lộn trên diễn đàn với mình bao nhiêu lâu, tung hô nhau khi thắng ví dụ vậy, giờ quay ra chửi tất, chúng mày chửi hết, lúc này là thua cháy túi rồi, còn mấy đồng tiền lẻ mua bán cho vui nhà vui cửa thôi, thậm chí là mỗi lệnh đặt 100 200 cổ cho đỡ ngứa tay đỡ ghiền thôi, khúc này là đỡ ghiền. Còn thêm một trường hợp nữa là gì, có một cái câu cửa miệng tức là gì, ôm ôm cổ phiếu, gồng cổ phiếu, gồng từ lúc ba chữ số về hai chữ số, thậm chí về một chữ số vẫn cứ gồng gồng để gọi là gì, hy vọng, gọi là nuôi hy vọng để nó lên. Nhưng mà ai hỏi tại sao nắm mã đấy thì bảo mua lâu lắm rồi giữ làm kỷ niệm thôi, giờ không bằng ly trà đá nữa thì giữ làm kỷ niệm thôi đấy, thực tế đó là như vậy. Mà đôi khi là ôm nó từ lúc ba chữ số, từ lúc nó còn là blue chip một thời cơ, mà ôm ôm gồng gồng kỳ vọng cả vào lãnh đạo, kỳ vọng cả vào nền kinh tế, kỳ vọng cả vào doanh nghiệp, đến lúc nói về còn có một con số, thậm chí không không mua được một ly trà đá ở Hà Nội nữa đấy, vậy mà vẫn giữ. Ai hỏi làm sao mà nắm nhiều thế, bảo em giữ làm kỷ niệm luôn, mai mốt lỡ lên lại sao, hoặc ít nhất nó về mệnh mà lúc nó lớn hơn mệnh thì lại không chịu bán đâu. Đấy cái tâm lý nó chung nó là như thế đúng không ạ. Và chúng ta nói chung là không còn ý muốn gỡ lại nữa rồi, chấp nhận là kẻ thua cuộc rồi, cái này là rõ rồi. Thật ra là gì, không phải là chúng ta không muốn gỡ đâu, mà thậm chí là rất là máu gỡ luôn, nhưng mà nó ở cái giai đoạn bệnh trước rồi, gỡ không nổi nữa rồi, không còn gì, còn không còn vốn nữa rồi, gọi là lúc này hết vốn rồi, không còn gì để mà gỡ nữa. Muốn gỡ trên thị trường phải có vốn, bây giờ vay không ai dám cho vay nữa rồi, giai đoạn này đúng không, mượn nợ nợ nần chồng chất thì kinh tế kiệt quệ, tiền đâu nữa mua, trong tài khoản còn 200 300 ngàn 500 ngàn thì mua cho vui cho đỡ nghiền, gọi là lên cơn thì đỡ nghiền thôi đó. Và lúc này là chúng ta chỉ có ăn bám, chán nản, không muốn làm việc, không tin cái gì từ chứng khoán nữa, mẹ hơi thằng nào nhắc đến chứng khoán là bố chửi đấy. Đi đâu gặp ủa anh dạo này đầu tư sao rồi là bắt đầu chửi đấy, chửi từ đấy chửi đi, chửi cho đến lúc nhậu xong rồi thôi. Chứng khoán là cờ bạc, chứng khoán là lừa đảo, chứng khoán là thế này là thế kia, rồi tụi mày đừng chơi nữa rồi này kia, rồi tránh xa nó ra, nó lừa đấy, ui đủ đủ kiểu đủ trò. Tôi gặp những người như vậy là các bạn, hồi trước tôi cách đây hơn 1 năm 2 năm gì đó tôi cũng có làm video clip, tôi nói là trên thị trường cũng có những người, thậm chí những người rất là lớn tuổi mà người ta đã thua nhiều, xong rồi bây giờ mà gặp người ta mà nói chuyện gì người ta cũng nói được, nói chuyện trên trời dưới biển nói thoải mái luôn, rất là vui vẻ, mà hơi nhắc đến chứng là bắt đầu ngồi chửi. Các bạn cứ được nhắc đến công ty này, nhắc đến cổ phiếu, nhắc đến chữ cổ phiếu, được nghe đến chữ cổ phiếu là bắt đầu chửi rồi. Chửi hết từ công ty to tới công ty nhỏ, chỗ nào cũng chửi đúng không ạ. Tất cả những cái lý do đó nó hình thành lên, mà giống như chúng ta là một con bệnh, giống như chúng ta là một con nghiện trên cái thị trường này đó. Thì nhân cái cuối tuần thì tôi chia sẻ một cái số cái ý trong cái mùa dịch này như thế, để chúng ta ở nhà chúng ta có cái chúng ta xem. Nhưng mà rõ ràng đúng không ạ, với những cái diễn biến của các cái mức độ như thế này, nói thật là đôi khi là chúng ta cũng nên soi lại xem chúng ta đang ở trong cái giai đoạn nào và chúng ta có bị như vậy hay không, đúng không ạ. Còn tất nhiên là chúng ta biết là trong quá trình chúng ta đầu tư thì có lúc này có lúc kia, có người này người nọ, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng thắng mà không phải lúc nào chúng ta cũng thua. Con người cũng vậy thôi, người tốt người xấu. Rồi có những người thì tham gia bằng cái gì, người ta nếu tôi nói giống như nãy tôi nói rồi, các bạn cứ tham gia bằng chính tiền của mình, đừng có đi vay mượn ai cả. Đừng có đi vay mượn, đừng có sử dụng đòn bẩy, là chúng ta sẽ không sợ. Tiền của chúng ta mua chọn cổ phiếu tốt, chúng ta cứ mua để đấy chứ có gì đâu. Rồi gì nữa, target chúng ta đặt ra như thế nào, mua vì lý do gì, bán vì lý do đó, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Mua cho target lời 7% chốt ví dụ vậy, lỗ 5% cắt thì cứ thế mà làm, đạt đúng là xử thôi, không phải lăn tăn, không phải suy nghĩ, không phải là tham, cũng không phải là sợ. Rất nhiều người trong chúng ta là gì, sẽ lâm vào những cái tình trạng như thế này, và các bạn sẽ trải qua đủ 7 cái kiếp này luôn, 7 cái giai đoạn này, thực tế là như vậy. Nếu các bạn thứ nhất không biết giữ vốn của mình, không biết bảo toàn cái đồng vốn của mình, thứ hai
không biết cắt lỗ. Chỉ có hai thứ đó thôi. Tôi nói thật, trên thị trường này ba thứ làm cho chúng ta sẽ lâm vào trong cái tình trạng này mà không có lối thoát. Bảy cái bước này này là các bạn gì? Thứ nhất là các bạn không sử dụng, không quản trị vốn của mình. Thứ hai là sử dụng tiền vay, tiền mượn, sử dụng đòn bẩy quá cao. Và thứ ba là không biết cắt lỗ. Ba thứ đấy, nếu các bạn vi phạm ba thứ đấy là chắc chắn các bạn sẽ trải qua đủ bảy cái giai đoạn này luôn, à, và các bạn sẽ lại quay về con số 0. Đó, thì các bạn cũng hết sức chia sẻ một cái ý như vậy, chứ không phải là mình cũng là nhà đầu tư như mọi người, xong rồi mình lại cũng lên mình chia sẻ những cái ý nó tiêu cực trong một ngày thị trường cũng không vui vẻ gì lắm. Đó, rồi hay là tại mọi người lên nhóm nói linh tinh là mình buồn, không phải, cái câu chuyện là mình vui vẻ thôi. Hai cái này là mình nói như vậy, nhưng mà các bạn chú ý ba cái thứ mà mình dặn các bạn. Thứ nhất là không nên vay mượn để mà đầu tư chứng khoán, cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là biết quản trị cái vốn của mình, à, và biết cắt lỗ. Tức là gì? Khi chúng ta cắt lỗ là chúng ta không được sợ, còn khi chúng ta chốt lời là chúng ta không được tiếc. Nên các bạn nhớ nhớ giùm mình cái ý này, chốt lời không được tiếc. Bởi vì sao? Có khi những các bạn chốt lời hôm nay rồi, có nhiều bạn nhắn cho mình anh em lời 10% mà chốt không. Câu này rất khó, mình chỉ biết nhắn với các bạn một câu duy nhất mà các bạn thấy hay, bạn nào hay nhắn cho mình câu hỏi chốt lời, mình sẽ nói một câu duy nhất thôi, chốt lời không bao giờ sai. À, còn việc chốt hay không là quyền của các bạn. Bởi vì sao? Nếu mình nhắn các bạn chốt đi, thế ngày mai nó lên nữa, các bạn bảo mẹ ông này xúi tôi chốt sớm. À, nhưng mà mình nói các bạn giữ giữ cái ngày mai nó giảm lại, kêu tại ông mà tôi mất mấy phần trăm, đúng không? Rất là khó. Tôi nói thật, không cái gì bằng bằng cái tự mình quyết định. Và gì, luôn luôn nhớ câu của tôi là chốt lời không bao giờ sai và cắt lỗ bắt buộc phải làm, thế thôi. Đầu tư cái gì, đầu tư các bạn phải 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 lường trước và phải biết được cái đó. À, giống như chúng ta đặt cược thôi, được thì chúng ta được cái gì, mất thì chúng ta mất cái gì, à, và xác định sẵn thế thôi. Mua lời 10% bán thì cứ giữ cho lời đủ 10% thì bán, à, thế thôi. Còn nếu bảo lỗ 5% cắt thì cứ khi nào lỗ 5% hoặc lỗ quá 5% thành 7% rồi thì càng phải cắt nhanh. À, có gì đâu mà lăn tăn, anh ơi em lỗ 20% rồi có cắt đâu. Thế bỏ gồng đến 20% rồi thì đến 21% nó cũng là bình thường thôi, có gì nữa đâu, đúng không ạ? Đấy, thì câu chuyện là như vậy. Chúng ta cứ đặt cho mình một cái target, ha, chúng ta hay vui vui với nhau trên thị trường, cứ quá lỗ quá 7% chúng ta cắt, vậy thì khi lỗ 10% thì cứ auto cắt thôi, nói gì nữa, gồng làm gì, chờ làm gì nữa. Chúng ta luôn luôn là gì, sợ cái sai và sợ cắt lỗ, thế thôi. À, kể cả chốt lời mà còn sợ, tôi nói là rất nhiều người chốt lời sợ sợ nó chạy tiếp, ha, sợ không không được chốt được cái vùng giá cao, ví dụ vậy. Thôi thì đó là những cái ý mà tôi chia sẻ để chúng ta cố gắng là chúng ta tránh được các cái bước, cái gọi là các cái giai đoạn của cái bệnh này. Đó, thì là bằng những cái cách như vậy thôi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.